Chào các bạn, như các bạn chắc cũng đã biết thì Android N đã ra mắt bản Preview 4 cách đây không lâu. Giống như thường lệ, những bản thử nghiệm sớm như này chỉ dành cho những dòng điện thoại Nexus. Tuy nhiên với bản cập nhật Android 7.0, có một thiết bị nằm ngoài quy luật này, đó chính là Sony Z3. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn update và trải nghiệm Android 7.0 trên thiết bị này. Đầu tiên, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc Z3 phiên bản quốc tế có số hiệu đó là D6603 hoặc là D6653. Các bạn có thể tìm cái số hiệu của máy trong phần Earphone. Tại sao lại là hai phiên bản này? Bởi vì đây là những phiên bản mà được Sony hỗ trợ chính thức. Và hãy chắc chắn thiết bị của bạn được sạc pin đầy, backup đầy đủ dữ liệu quan trọng như là ảnh hay là nhạc. Và quan trọng nhất thì các bạn hãy nhớ rằng vì Android 7.0 vẫn còn trong giai đoạn beta nên chắc chắn vẫn sẽ có những cái lỗi nhất định của nó. Quá trình cài đặt được chia làm 4 bước cơ bản. Bước thứ nhất, các bạn hãy tải về và cài đặt phần mềm Xperia Companion từ trang chủ của Sony và hãy chắc chắn đó là phiên bản mới nhất. Bước thứ hai, kết nối chiếc Z3 với máy tính. Bước thứ ba, giữ phím Alt và click vào nút Software Repair. Bước thứ tư, thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn trên màn hình, được yêu cầu ngắt kết nối và tắt máy này. Sau đó, giữ phím giảm âm lượng, đồng thời kết nối với máy tính để bắt đầu cài đặt Android N. Sau một thời gian khoảng 10 đến 15 phút thì quá trình này sẽ hoàn tất. Có thông báo cài đặt thành công trên phần mềm Xperia Companion. Giờ thì chúng ta đã có thể thưởng thức hương vị Android N không khác gì trên dòng máy Nexus của Google. Như mình có nói, Android N vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thế nên nếu các bạn muốn trở về bản ROM stock, các bạn hãy lặp lại các bước trên để trở về, rất là dễ để thực hiện. Và đối với phiên bản Android 7.0 trên chiếc Sony Z3, chúng ta sẽ được trải nghiệm những tính năng mới. Ví dụ như là multi window đa cửa sổ, giúp chúng ta có thể cho phép mở nhiều cửa sổ ứng dụng cùng với một lúc. Có thể nhóm thông báo theo từng ứng dụng một, có thể trả lời tin nhắn từ thanh thông báo cùng với một cái chế độ rất hay, đó là chế độ tiết kiệm pin trên Android 7.0, một chế độ được cải tiến từ Android 6.0 trước đây. Và đó là toàn bộ những bước giúp chủ nhân của những chiếc Z3 có mã hiệu D6603 hoặc là D6653 cập nhật lên Android N Preview 4. Sắp tới thì mình sẽ có những video đánh giá kỹ hơn về phiên bản Android mới nhất này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.